Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Điện Thoại Channel. Hiện tại thì mình định chốt deal time. Lần trước thì mình chưa show các chỉ số idle và cái chỉ số của độ, thì bây giờ mình chia sẻ ở đây. Các cái idle này mình chưa hề lấy mắt đi. Mình muốn có nhiều yếu đặc hiệu hơn chỉ là đang. Nhưng mà nếu như các bạn có cooldown cho chiêu của đệ, tí mình làm minion, cooldown recovery speed hoặc là overtime cho cả mình lẫn đệ, bởi vì đam đệ đều là đam overtime, nó bớt lên rất nhiều. Thì khi không có những cái idol hiểu đặc biệt thì mình sẽ dùng hết những chỉ số cơ bản này như thế này. Cái ward này là khi mình đánh thì nó ra được 30 giáp ảo, chủ yếu tăng cho mình tự trâu và chống one hit thôi. Cái này thì vô nghĩa, nhưng cái này nhắc vô cho có. Rồi, với dòng Serpent Strike thì nó sẽ yêu cầu Gatling. Thì cây này lý do mình lấy hai cái điểm Void là bởi vì hai cái điểm Protection là Neurotic và Void, bởi vì mình quá mỏng cho cái loại đam đó. Thì mình cố gắng mình ép lên như thế này ra là đâu ai mà đi cầm cái khiên như thế này đâu. Nó là cây Gatling cho cái khiên. Thì melee đam là đúng khi over đam vào overtime là đúng, bởi vì đam chính của mình là đam độc và đam overtime. Còn hai chỉ số Void Protection, Neurotic Action này đúng bài thì nó nên là kiểu như Attack Speed hoặc là Quick Time Down gì đó, một Minion Overtime Overtime. Hai cái món vô địch này thì nó khá là tốt để nó bù hoàn toàn đam độc và đam Neuro. 30% loại đam đó sẽ bị chuyển thành những đam khác, ví dụ như đam Fire thì chỉ số Fire mình rất tốt, chỉ số Armor của mình rất tốt, nó sẽ đỡ dùm cái lượng đam Neuro và đam Bastion. Cái dòng Stool này vô nghĩa, mình không định tính chẳng có thì tốt thôi, nhưng mà mình không phải là cái build thực sự tận dụng cái Stool. Còn ngoài ra thì cái chỉ số phụ sau khi bù hết tất cả protection thì mình chỉ số nhận ra mình bị sót cái dash này. Cái chỉ số tránh né nó nên 50-60% là ngon, vì mình vừa rồi mình đã ép đồ và mình bù cái dây chuyền. Đối với đồ bên trong này thì bạn sẽ để ý chỉ toàn protection với lại dot rating, đúng nghĩa của thiếu gì bù đó. Đang thì đang từ đệ và đang từ mình đã ổn rồi, nên mình luôn cố gắng là bút cái chỉ số sống sót lên lại. Một phần là trong bộ chiêu, trong bộ axi, trong mọi thứ đều đã có sang khẽ hết rồi, nhưng mà hiện tại khi vào arena cảm giác cũng vẫn còn chưa đủ. Nhất là phải lên level 100, thứ hai là càng phải lên protection. Nguyên cái dãy này lên được 60-70%, lên xin lâu 50 thì ok, mình chấp nhận được. Nhưng mà dodge rating thì cũng phải 60-70. Lấy tránh né là chính. Rồi ok, đi vào trong Bassy Tree thì điểm, bởi vì là đường mini và giáp là càng nên chắc chắn phải một đường thẳng này phải tăng. Nhưng mà bởi vì sang sẻ điểm cho survival nên lại lấy 6 điểm từ này chuyển qua hai nhánh này, tiêu cho đệ và bó cho đệ. Đường Beastmaster thì lấy Rhyme Aspect of the Shard, lấy tới đây để đảm bảo rằng là đánh nhanh, đánh mạnh, có hút máu và còn vài đệ cũng được hưởng cái aspect đó. Ở giữa là các chỉ số máu, chỉ số máu né, lấy Aspect of the Boar để mà thủ, lấy tránh né, lấy Less Low 50% cơ hội để cái phát đánh nó bị nhẹ đi 50%. Aspect of the Viper lấy Attack Speed. Mục tiêu trong tương lai nếu mình lên được level 100 thì mình sẽ tăng vào cái nhánh này để lấy Max Soda, có Crit và có máu lại từ Crit. Aspect of the Lynx. Trong cái đường đuôi, trong cái skill chính thì mình chọn sói Serpent Strike, đồng thời cũng là một con bét rắn, con bò cạp Entangled Wood. Khi đánh arena bạn sẽ nhận ra Entangled Wood là cái kiểu cực kỳ mạnh, khống chế chống chết, có hiệu máu nhẹ, có các bút Frenzy để tăng tối đa hiệu quả của bản thân và để có bút đam, có tăng, có dùng máu, có tăng tốc độ đánh, được kiểu
cho tốc độ chạy nè, tốc độ chạy ở tốc độ hành động. Đường sói thì đầu tiên các cái điểm này lặt vặt này mình sẽ không để ý, mình sẽ lấy hai điểm chính. Thứ nhất là tăng một sói và tăng một để mang theo. Thứ hai là cái iPads, cái hệ thống tính băng cho cái cú đấm, chủ yếu là để cho tăng cái khống chế và làm chậm đối thủ. Cho hai con sói nó ra nó sẽ làm hiệu ứng là chính. Cái hú có 30% khi mà giết quái sẽ hú lên để mà bút đam cho team. Cuối cùng là cái chạy máu, bởi vì đơn giản là bởi vì đam chính bây giờ của mình là đam overtime, mình khi chọn cái này thì con sói sẽ gây dịch đam tốt hơn. A spell the viper thì thứ nhất là lấy phá giáp, thứ hai là lấy tốc độ đánh, thứ ba là lấy kill threshold, 24% là chắc chắn chết. Còn trên này là survival, tức là kể mà cứ càng đánh thì con Serpent nó càng được hoàn hồn bù lại thôi. Đối với con bọ cạp thì thứ nhất là phải có tạo ra bọ cạp con, thứ hai là giảm giáp, thứ ba là tạo ra cái poison bull rất là mạnh, cái poison bull cực kỳ mạnh, start down lên ổn. Enchantment group thì lấy area là chắc chắn này, lấy ba vùng này, lấy thêm này mana efficiency, đỡ phải tốn mana bởi vì mình cũng muốn dùng cái unit cực kỳ nhiều. Nhưng mà bạn thấy đã giảm tới mức này rồi nhưng mà rốt cuộc là vẫn không bao giờ là đủ. Còn cái này là book là task big, book boson, book ship sau khi mà rời khỏi người ta lên book. Sau khi mà thả người ta lên book xuống đất thì sẽ được bay, sau 3 giây thì sẽ được book. Cái trụ này thì lên đây để hồi máu, đây cũng là hồi máu, đây là book cấp độ. Còn cái này thì là khi mà thả nó ra mình không được chọn vị trí, nó sẽ luôn thả trước mặt mình 1 mét. Cái thứ hai là nó sẽ trói với mình, nhưng mà khi mình còn đang trói dính với nó thì mình sẽ đánh nhanh, mình sẽ gây nhiều đam hơn gấp 1.25 hoặc cộng 1.25, tức là 2.25, không phải là 25% đâu mà. Ok, overview. Rồi, cho vui tại đây. À đúng rồi, chú ý kỹ là có 5 điểm cho vui. Mình chọn 5 điểm này, bạn có thể chọn 5 điểm khác cũng được. Ví dụ như có thể cân nhắc chọn cái mana, chủ yếu là để kích hoạt được cái Enchanting Book, nó yêu cầu 5 điểm. Yeah, và mình chốt view 2 tại đây. Bạn có góp ý gì và muốn có các mắt rồi tại sao mình tăng như vậy, rồi muốn thảo luận về tăng mạnh thêm cái điều này thì có thảo luận ở cái mình bên dưới, đồng thời là có gì lại thì sẽ ủng hộ nha, cảm ơn rất nhiều.